Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em tên là gì? Dạ em tên là Phương Nhung. Năm nay em 31 tuổi, hiện tại là em làm nhân viên văn phòng. Rồi mời bạn nam đi anh Linh ơi. Xin mời bạn nam. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trọng Việt, năm nay 32 tuổi. Em làm ở Viện Công nghệ Thông tin, làm nghiên cứu viên. Tức là nhân viên nghiên cứu? Là người nghiên cứu. Người nghiên cứu? Dạ. Cái tên này cũng là lạ ha. Đó, cụ thể công việc như thế nào bạn? Mình sẽ nghiên cứu thiết lập những cái thiết bị, những cái hệ thống để những hệ thống đó mới có thể vận hành được. Ví dụ như là làm một con robot thì để cho nó có thể hoạt động được theo cái ý của mình thì mình phải thiết lập những cái hệ thống như thế nào cho nó phù hợp. Nghiên cứu robot nó thực hiện theo những ý định của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì mình có thể nào nghiên cứu trái tim con người nó đập theo nhịp của mình được không? Con người nó không thể giống như con robot được. Nó có nhiều suy nghĩ, nó có nhiều tâm tư, có nhiều tình cảm. Thành ra đương nhiên là rất là khó để lập trình những cái đó. Bạn nghiên cứu trái tim đi, điều chỉnh trái tim được không? Trái tim thì rất là khó để điều chỉnh. Nó luôn luôn thay đổi, nói chung là nó theo cái cảm tính thôi. Thì tim bạn thay đổi hoài luôn hả? Tim mình thì không thay đổi, có thể là tình cảm thì thay đổi hả? Cái gì mà mới vô mình dí người ta dữ vậy anh Linh? Nhung ơi, dạ. Nãy em nói là em 30 tuổi. Em 31 chị. 31 tuổi. Rồi có khai gian không? Dạ chị không tin em cho mượn giấy chứng minh. Vậy hả? Chà, vậy là mình bây giờ tuổi này là lấy luôn, cưới luôn được rồi đó ha. Dạ nếu mà hợp thì sẽ cưới luôn. Cưới luôn là bao lâu mình cưới được? Em không quan trọng thời gian, quan trọng là tới thời điểm đúng lúc là được. Nhưng mà ở nhà có hối thúc mình lấy chồng chưa? Mẹ em không dám hối, sợ em chọn đại. Có nghĩa là biết là mình muộn nhưng mà cũng phải lựa chọn cho cẩn thận đúng không? Vậy thì mình đặt ra tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình? Người đó hiểu em, trầm tính một xíu, đừng có tối ngày cứ bu bu cái miệng, em không thích. Gì lô bô cái miệng là sao? Lô bô cái miệng. Lô bô là sao? Dạ là có nghĩa là nói nhiều quá. Nói nhiều quá em không nói nhiều nghe. Không có nói nhiều nhưng mà người ta nghiên cứu nhiều. Nghe dùng cái từ nói nhiều chút xíu đỡ tự nhiên lô bô cái miệng. Không phải bô bô chứ không phải là lô bô. Bô bô cái gì có cái bô nó khó chịu à. Rồi vậy thì em không thích cái điểm nào ở người bạn trai của mình nữa? Em không thích người mà ngồi gác chân lên ghế, không thích bung đùi. Đừng nói bên kia nãy giờ ngồi gác chân lên ghế nha, với rung đùi nha. Còn gì nữa? Vậy thì về bản thân mình thì em thấy mình có những ưu điểm khó gì? Khó chịu. Em thấy nhiều ưu điểm quá, nhiều biết kể cái nào. Trời đất ơi. Gì vậy? Cái gì vụ gì? Em nhiều ưu điểm quá, em không biết kể cái nào. Và điển hình cụ thể là một cái ưu điểm nào mà nổi trội nhất của em? Em dễ đồng cảm với người khác. Mình hiểu được, mình nhìn họ, mình có thể cảm thông được với họ, đồng cảm được với họ. Rồi cái khuyết điểm gì của em cũng đừng nói là nhiều lắm, cũng không biết kể cái nào. Dễ chính xác cũng nhiều lắm. Một cái khuyết điểm cụ thể. Em rất là nóng tính chị. Nhìn vậy mà nóng tính hả? Dạ. Nóng quá chắc bồ bồ cái miệng. Nhung nè, tại sao mình không lo tìm bạn trai lập gia đình mà để cho ế tới bây giờ? Dạ tại em đi làm, em đi học, rồi rảnh rỗi thì em về nhà. Thỉnh thoảng đi chơi với bạn nhưng mà chắc có lẽ là tại vì em chưa tìm được người hợp ý á chị, cho nên bên đây hợp nè. Nãy nó chưa gặp người để thích, bên đây thể thích thôi. Bên đây tôi nhìn tôi còn thích, đừng có chi bên đó. Tiêu chí của em lớn không? Em nghĩ là cũng bình thường đó. Bình thường là như thế nào? Về tính tình thì nói chung là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, nói chung là bên kia thấy dễ thương lắm á, nghe tiếng cười thôi thấy ghét rồi. Rồi gì nữa? Với lại nếu mà về hình dáng thì tất nhiên là nó cũng phải có sự cân đối một chút. Cân đối là sao em? Cân đối tức là nhìn không mập quá mà cũng không ốm quá chị. Chị với lại bạn đó nói chung là phải cao cao, ví dụ như từ 1m65 trở lên thì hả? 1m56 được không? Cái đó thì cũng được nhưng mà em chỉ sợ là em ngại, là ngại cho bạn nữ thôi. Có gì đâu ngại, chủ yếu là con người thôi chứ bên ngoài đâu có quan trọng đâu. Ta mỏi cổ quá chị ơi, em cũng mỏi nữa mà. Có gì thấy không được rồi, bên đó cao bao nhiêu? Có 1m9 mấy à. Xạo dễ sợ. Gạt tôi hả? Ơn trời chị đây rồi. Đâu đứng lên coi cao bao nhiêu. Dạ. Làm gì ngước lên dữ vậy? Thôi ngồi xuống đi. Sao khỏe không? Dạ khỏe. Em cao 1m mấy? Em thua anh rồi. Thua chắc rồi. Trời ơi. Bây giờ bên đây rất là dễ thương, rất là duyên dáng, nhưng mà có 1m46.
tính sao? Tất nhiên cái đó là một cái mình đặt ra thì thôi, còn nó phải phụ sự phối hợp của rất nhiều yếu tố, cho nên tốt nhất là phải gặp mặt thì mới biết được chị ơi. Cái ưu điểm của em là gì? Vui vẻ, hòa đồng, với lại có thể là hiểu một chút tâm lý của phụ nữ. Hiểu tâm lý phụ nữ lắm á, mà giờ chưa có vợ người yêu đó. Không, tại vì em cũng mới làm đây được có mấy năm đó anh. Bây giờ tôi nói dạ, bớt cái chiều cao xuống một chút được không? Đang trả giá nè, đang thương lượng nè. Dạ được chị. 1m46. Dạ được. Nhớ nha. Dạ. Hứa rồi đó, hồi chê ta lùn cũng được đâu. Không, em không có chê đâu chị. Em chê. Bạn tự nhận mình có khuyết điểm gì? Cao lắm. Anh Quyền Linh em phải leo lên ghế là... vẫn lùn hơn ổng. Đôi khi thì cũng chắc là nói nhiều. Nói nhiều. Dạ, với một cái nữa là em làm việc cũng có một chút nguyên tắc. Nguyên tắc là sao? Ví dụ như là hay đi đúng giờ lắm, nhưng bạn bè nhiều khi trễ thì cũng rất là bực cái chuyện đó. Đúng hoặc giờ, là cái chuyện đúng giờ thôi, giờ gì thung thấy ghét lắm. Hoặc là cái chuyện ví dụ như trong quá trình mà hẹn thì người ta đồng ý tham gia hoặc là đi chơi gì đó rồi, nhưng mà cuối cùng người ta bận, người ta không thông báo lại, mà người ta cứ coi như là bỏ qua vậy luôn. Vậy là mất lịch sự. Dạ. Chị Tường hay vậy lắm. Vậy tự nhiên mất lịch sự rồi đổ vào chị Tường. Không có, nói chị Tường đẹp. Nhung, em làm công việc gì trong công ty? Dạ em làm trợ lý giám đốc. Wow, trợ lý giám đốc. Vậy là coi như là thể giám đốc đi đâu mình phải đi theo đó. Dạ cũng không hẳn là vậy, thường là sếp đi ra ngoài thì em ở lại đó, em ở lại công ty để mà quán xuyến mọi chuyện rồi về thông báo ra báo cáo lại. Có nghĩa là mình cũng làm giờ hành chánh thôi. Dạ em cũng làm giờ hành chánh, nhưng mà thường thì em làm hết việc chứ không có hết giờ. Nhưng mà thường thường á nha, mấy ông đàn ông là hay ghen cái vụ mà trợ lý giám đốc lắm á nha. Không biết bên đây có ghen không à? Ghen không? Đàn ông thì ai cũng ghen hết, nhưng mà nói chung là nếu mà các người phụ nữ mà họ thực sự tạo cái sự tin tưởng cho mình thì em nghĩ là... Đó giờ tôi mới nghe người ta nói phụ nữ ai cũng ghen này, có đàn ông ai cũng ghen hết trơn. Chị em hỏi anh Nguyễn Linh chứ vợ anh mà dường như là đi có thứ bạn bè này kia giao lưu nhiều với phía đó. Ông lanh quá ông ơi. Không có ghen, anh không có ghen, tin là không có ghen. Bạn nam nhà mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em... Hôm nay chắc cũng mới vài chục à. Dạ chắc cũng dài ba mối tình gì đó chị ơi. Dài ba hả, lanh quá à. Có cái lý do là chia tay tại bị nó nhiều quá không? Dạ không chị ơi. Chứ lý do là sao chia tay? Chia tay thì hồi xưa ví dụ như em học bên kia thì cũng 7 năm á chị. Thì bạn ở đây cũng chờ đợi thời gian rồi, nói chung là xa mặt cách lòng á ha. Dạ nói chung gần gần vậy. Hoặc là cái trường hợp như hồi xưa em làm ngoài Hà Nội thì cũng vậy nữa. Nhiều khi là cũng cái thời gian á mình đi vô đây rồi mình làm đó mình, nhưng mà bạn nữ không vô đây đó chị. Bạn này ở gần đây không sao, bạn này có thể là gần mặt gần gần bằng lòng luôn. Trời ơi. Dạ. Cắt tóc giống mày ca quá ta. Mày ca là sao anh? Hả? Cô bé từ trên trời rơi xuống á. Cô bé từ trên trời rơi xuống á. Dạ. Em có nụ cười là dễ nhớ lắm nha. Đâm cười coi cái cây. Đó. Cười. Dễ thương lắm. Rồi, bây giờ thế này, chúng ta sẽ gặp nhau để nhìn thẳng vào nhau ha. Rồi chúng ta cảm nhận và chúng ta chọn bạn hẹn hò không hẹn hò. Đó giờ mình quen bao nhiêu bạn trai rồi? Em chưa quen ai bao giờ. Cái gì? 31 tuổi mà chưa quen ai bao giờ? Dạ. Chưa một mối tình nào dắt dai hết. Dạ chính xác là vậy. Chưa có mối tình nào luôn. Hung chưa? Trời ơi trời. Chưa được hung nghe, chưa được hung lần nào nha. Bữa nay là tê tái luôn. Lên đây. Gì? Bữa nay mình đặc biệt cặp này mình mở lên 2 phút mình cho hung thôi, mình đừng nói chuyện được không? Hung cho nó tê tái. Rồi kéo màn lên. Hú hồn. Hung. Dạ chào anh. Chào Nhung. Dạ. Bạn thích một người cao 1m65 nhưng thực tế mình không có đạt chuẩn như bạn. Thực ra thì mình cũng nói ngay từ đầu là đó chỉ là một cái tiêu chí đặt ra thôi. Thì nói chung là nó còn phải nhiều yếu tố khác nữa. Đứng lên đo thử coi có phải nhón hay bắt ghế gì không? Dạ chắc cũng không nên làm gì ghế. Làm gì là ngại cho... Mình thì mình không có ngại. Em nói vậy nè, không cao mà người khác thấy sao? Phải ngước nhìn. Đó. Không, thực ra khi mà cao rồi thì người ta cũng ngước nhìn mà anh. Mà người ta ngước xuống, thay vì ngước lên thôi. Thế là gọi là cuối rồi. Nói chung hai bên đều mệt, người ngước lên ngước xuống mỏi cổ. Người lên cũng mỏi, người xuống cũng mỏi. Dạ thì quê. Lúc đó thì mỗi lần đi đâu em sẽ cố gắng em sẽ đem theo cái ghế. Rồi vô chuyện tình yêu đi, cười hoài. Thấy cô này có giống người tình trong mộng của mình không? Dạ thực sự thì em đến chương trình này thì ngoài cái việc mà giống như cái chủ đề của chương trình là hẹn hò với tìm kiếm mọi người, thì em cũng muốn gặp gỡ, kết giao với tất cả mọi người. Sau này để có nhiều cái công việc liên quan hoặc gì đó thì chúng ta có thể là tập hợp lại. Nói chung là làm ăn hả? Tới đây làm ăn hả? Dạ không phải làm ăn anh. Kiếm mối làm ăn hả? Dạ em nãy giờ em chưa nhắc từ nào là từ làm ăn ở đây hết. Thì nói giao luôn, gặp nhiều người làm ăn hả? Ủa chị chứ ví dụ như trong các công việc mà mình cần phải có sự trợ giúp này trợ giúp kia chứ mà anh. Giờ tới đây kiếm vợ hay là làm ăn?
Ông tập trung chuyên môn làm tôi cái đi ông. Lành quá trời lành luôn. Chị thấy không có hợp ý em. Không có hợp gì. Người ta nhìn mắt chớp chớp bây giờ. Có không? Có chớp chớp không? Chớp. Bây giờ chớp bối rối rồi. Ai chớp anh? Bên kia tôi không có ông. Ông lành lắm mà. Hết chưa? Giờ cũng muốn nói nhau gì nữa không? Cho 30 giây cuối cùng. Nhìn tôi hoài vậy trời. Nhìn đây nè. À, bạn có thích ngôi nhà và những đứa trẻ không? À, cái đó thì nói chung là ai cũng hướng tới hết cái chuyện đó. Môi trường làm việc của bạn có nhiều bạn nữ không? Môi trường của mình là môi trường nghiên cứu, thành ra nữ cũng tương đối là ít. Dạ. Hết giờ. Dạ. Em lâm có gì lắm. Hỏi chị Cát Tường không? Dạ không. Lâm lắm mà còn để người ta hỏi không mà. À. Thanh niên gì kỳ cục. Tôi là tôi không có chọn rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định là chúng ta có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không. 1 2 Suy nghĩ cho kỹ. 3 Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Ủa thế bạn đẹp trai lắm sao không bấm? À, dạ bạn đẹp trai nhưng mà có lẽ đẹp trai với người khác. Đó, cười vậy, cười vậy là... mà không bấm. Dạ. À, điểm nào ở anh ấy mà em không đồng ý? Em không biết, nói chung là em nhìn vô mắt bạn đó em không thấy sự chia sẻ. Thế còn bạn trai? Dạ đây là câu trả lời của em nãy em định nói với chị đó. Cứ thể là chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt với nhau. Dạ. Thôi mình bắt tay nhau cái. Chúc sức khỏe nhau. À, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và mong rằng là hai bạn rồi cũng sẽ tìm được một nửa của mình. Họ đang còn ở đâu đó mà giờ mình chưa tìm thấy. Hai bạn vẫn có thể là những người bạn tốt với nhau. À, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. À, cuộc sống là đôi khi ha, người ta rất hợp với nhau về cách nói chuyện nhưng mà người ta không hợp với nhau, không đập chung một cái nhịp tim với nhau. Mình cũng đã cố gắng hết sức nhưng mà người ta không đồng cảm được thì mình cũng đành chịu vậy. Có thể họ không phải là những người tình trong mộng của nhau. Mời chàng trai bước ra. Chào bạn. Dạ em chào chị Cát Tường và các bạn khán giả có mặt trong trường quay. Dạ em tên là Nguyễn Thanh Duy, hiện tại là em 26 tuổi. Làm gì? Dạ em đang tập làm ông chủ nhỏ, có nghĩa là phụ giúp gia đình kinh doanh. Thanh Duy ha. Thanh Duy. À và bây giờ mời bạn nữ. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào ông Quỳnh Linh và chào tất cả các bạn. À, rất là dễ thương ha. À, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Lê Thị Bích Liễu, năm nay em 27 tuổi và nghề nghiệp hiện tại của em đang là nhân viên tiếp tân. 27 tuổi? Dạ. Ủa nãy bên kia nhiêu tuổi anh Linh? 26. Nhỏ hơn tuổi bạn có vấn đề gì không? Dạ không chị, tuổi tác không hề vấn đề. Hiện tại công việc mình như thế nào? Dạ em làm nhân viên tiếp tân ở phòng khám răng hàm mặt đó chị. Thì công việc của hàng ngày của em là tiếp xúc với khách hàng thì mình sẽ tư vấn. Ví dụ trồng răng hay chấm răng gì đó. Dạ. Hôm nay mình gặp toàn những người phụ nữ lanh không à. À lanh như vậy, tiếp xúc nhiều người như vậy mà tại sao lại chưa có bạn trai? Có thể là do cái tính tình của em á, nó trẻ con với lại em ham vui, ham chơi. Nói chung là tính lúc nắng lúc mưa vậy á. Lúc thì âm u, có giông bão gì bất ngờ. Nên có thể là chưa có ai chịu nổi cái tính tình của em. Ưu điểm của bạn là gì? Em nấu ăn rất là ngon. Vậy đó hả? Dạ. Rồi, vậy còn khuyết điểm? Ham ăn, ham ngủ, ham chơi. À, em xài giờ dây thun đó. Thí dụ bạn hẹn 7 giờ thì khoảng 7 giờ 10 em mới tới. Có 10 phút, được, chấp nhận được. Bạn nghe bạn Bích Liễu nói vậy bạn cảm nhận gì? Dạ em cảm thấy rất là hợp, tại em y chang. Ôi trời, dạ, y chang vậy hả? Dạ. À, nãy bạn nói bạn kinh doanh. Dạ. Chuẩn bị là ông chủ nhỏ. Dạ. Kinh doanh về gì bạn? Dạ, kinh doanh về súp cua dành cho học sinh ăn. Ừ. Bạn có đi chợ không? Dạ cũng có đi theo mẹ đi chợ vài lần. À, rồi về nhà nấu, à, bạn nấu ai nấu? Dạ mẹ nấu. Rồi bạn làm gì? Dạ em đứng phụ. Bạn có hâm mộ ai bên Hàn Quốc không? Sao giống vậy? Dạ không. À, 26 tuổi cũng dễ thương thế này ha. Có nghề nghiệp ổn định như vậy. À, tìm một người yêu cũng đâu có khó đối với bạn đâu. Bản chất em cũng trẻ con như bạn bên kia quá. Cũng lúc nắng lúc mưa. Rồi thường thì chỉ ở nhà phụ giúp gia đình thôi. Hiếm khi ra ngoài bởi cũng ít tiếp xúc với các bạn nữ. Vậy cũng thành thế. Hai người nóng nảy hết chứ, mưa nắng bất thường rồi về, hai người mưa, rồi bão, không ai nhường ai hết rồi sao? Dạ thì nếu bạn này mưa thì em nắng, còn nếu bạn này nắng thì em mưa, vậy đều. Sở thích của bạn là gì? Cái này là em nói nhỏ cho chị Cát Tường nghe thôi, nhưng mà chắc nhiều người biết quá. Sao? À, em rất là thích uy hiếp người khác. Ví dụ như một bạn nào đó mà vô tình để cho em biết được cái bí mật của bạn đó là bạn đó sẽ mệt mỏi với em.
Trời đất ơi, mình uy hiếp tao mình làm gì? Ví dụ như cái bạn đó thích một bạn nữ trong nhóm của em đi, nhưng mà bạn đó không dám nói. Cái mỗi lần đi chơi chung mà bạn đó hay làm em bực mình hay gì đó. Giờ sao lại nói nha, lại nói nha. Cái bắt đầu bạn nó năn nỉ em. Uy hiếp là vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Vậy cũng bí mật đó. Tôi tưởng đâu là canh hình ta chụp hình mới mốt là tống tiền hay là cái gì. Bà có tật xấu gì không? Dạ có. Em thấy trẻ con quá. Với bảo thủ. Cũng còn ham mê xem phim hoạt hình. Rồi cũng còn thích chơi đồ chơi. Phải thành ra thì thấy cũng không ổn. Dạ đồ chơi lắp ráp. Banh đũa hả? Có chơi banh đũa không? Dạ không. Rồi bảo thủ là như thế nào? Dạ cái ý kiến của mình đưa ra thì mình luôn giữ cái lập trường là ý kiến của mình đúng. Đủ nửa vợ không đồng ý thì sao? Dạ mốt có vợ mình sửa. Sửa được không? Dạ được. Tiêu chí của em chọn bạn đời như thế nào? Đặc biệt là phải sinh sống ở Việt Nam, không có ý định đi ra nước ngoài. Ủa là sao đúng không? Dạ tại vì hai mối tình trước của em là kết thúc là một cách lãng xẹt là do hai bạn gái đó đi định cư nước ngoài hết. Bởi đặc biệt là bạn gái bây giờ là... Hỏi liền không? Có đi nước ngoài không đúng không? Dạ. Rồi, điều kiện thứ hai. Dạ thì dốc dáng thì nhỏ nhắn thôi. Tính cách thì có những cái suy nghĩ chín chắn để bù lại sớt che lại cho em. Và phải là đặc biệt là thích nấu ăn. Bạn kia thích nấu ăn nhưng mà hơi con nít. Rất là ngon luôn. Em nấu ăn rất là ngon anh. Vậy mình thích bạn trai mình. Bạn trai của em thì thứ nhất là phải cao hơn em khoảng 1m65 trở lên. Em thích đẹp trai, em rất thích những người đẹp. Tính tình thì khi đụng chuyện thì mình phải chín chắn. Anh đó biết nấu ăn là coi như em chịu rồi. Đặc biệt là cái món súp, em rất là thích ăn súp. Có cái điểm nào bạn không thích ở người bạn trai của mình không? Không thích bạn trai thì có râu quai nón, thì răng thì hô. Em không thích răng hô nha, nhưng mà em thích răng khểnh. Đó, thấy có người bực mình thì đó, chắc có người sắp vén màn qua coi mặt rồi đó. Để cho anh Nguyên lên. Nó đúng không vậy đó hả? Tại sao không thích râu quai nón? Dạ. Nói chung nhìn râu quai nón thì nó dữ lắm, nhưng mà đặc biệt ngoại trừ anh Nguyên Linh thì nhìn rất là dễ thương. Phải không? Dạ. Khoái đẹp trai hả? Dạ đúng rồi. Thí dụ như gặp cái người mà không được đẹp lắm. Đẹp vừa vừa anh. Còn quyết định không lấy xấu hả? Dạ. Quyết định vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Anh đây xấu quá. Không, em nghĩ không xấu đâu. Em nghe cái giọng nói là em biết chắc cũng có dễ thương rồi đó. Rồi sao thì, hay vậy? Liên quan gì tới cái mặt? Dạ thì theo cái kinh nghiệm sống ít nổi của em thì mấy người nói chuyện dễ thương á thì thường cái ngoại hình người ta cũng rất là dễ thương. Chưa chắc hả? Không, để một lát em gặp ảnh đi rồi em sẽ biết được cái chưa chắc hay là chắc rồi. Rồi, anh thích ăn súp cua luôn. Dạ đúng rồi, em có súp cua. Nghĩa là hiện giờ trong người bạn có hy vọng gì ở bạn trai bên kia không? Dạ có, em rất là hy vọng chị. Rất hy vọng đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Tôi mong rằng là sự hy vọng của bạn sẽ không có bị thất vọng nha. Dạ. Còn có điểm nào không thích ở người đàn ông nữa không? Trừ cái râu quai nón. Cái tính gia trưởng chị. Ở bển nói là bảo thủ, nhưng mà bảo thủ nhưng mà đừng có gia trưởng. Ví dụ như không có áp đặt. Không có suy nghĩ áp đặt người khác. Ví dụ như em thích làm cái này nhưng mà ảnh lại nói là ừ làm này không được là em không chấp nhận. Sao hai người này nhỏ mà trẻ mà ai nói chuyện già chứ nhỉ? Em đi đến đây với ai? Dạ em đi với cháu của em. Chào cháu. Cháu thấy chú bên kia sao? Đẹp trai không? Dạ cũng có đẹp nhưng mà không biết phù hợp với gì hay không. Tại vì tính gì thì nó rất là trẻ con, với lại người chuyên gia thích đẹp và thích sạch sẽ. Ủa anh bên không sạch hả? Ý em nói này dơ hả? Dạ cái này thì chưa biết, tại vì phải tiếp xúc nhiều với lại nói chuyện nhiều thì mới biết. Em có đi với người thân không? Dạ có. Dạ em đi với em trai của em. Em trai? Dạ em chào với cái tường. Ủa đẹp trai mà. Đẹp trai. Trắng trẻo, trắng tươi. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 76. Cao mét 76, đẹp trai, sạch sẽ mà. Cháu thấy sao vậy cháu? Em trai. Em thấy chị gái bên kia sao? Dạ em thấy là chị gái bên đây rất là hợp với anh trai em. Hợp là hợp chỗ nào? Tại vì chị gái bên đây rất là thích những người sạch sẽ, thì trong gia đình em thì anh trai em là sạch sẽ nhất. Em thấy chị bên đây làm chị dâu của em được không? Em thấy khá là được, tại vì nhà em ai cũng nói nhiều nên có chị đó vào thì nhà sẽ vui hơn. Thấy em trai thấy sao? Dễ thương chị. Bây giờ giọng nói nè, nghe rồi nè. Dạ. Em trai thấy rồi nè. Dạ. Giờ tưởng tượng, nhắm mắt tưởng tượng lại là cái anh bên này khoảng được bao nhiêu điểm? Chung là chắc 9.5 chị. Trời ơi dữ vậy, bà này mê trai quá. Rồi, mình kéo màn lên đi. Kéo màn mấy lên. Điểm. Chúng ta có 2 phút để nhìn nhau, cảm nhận và quyết định bấm nút hay là không bấm nút. Có duyên hay là không có duyên. 2 phút, bắt đầu. Dạ, chào anh. Mình không muốn quà lại các bạn. Dạ, cảm ơn. Nhà anh thì ở đâu anh? Nhà mình thì ở quận nhất. Quận nhất. Em thì ở Bình Chánh. Có thấy khoảng cách vậy là sao không anh? Không sao đâu, có xe mà mình cứ chạy thôi. Dạ rồi. Cho em hỏi là sau này thí dụ như cái thời gian mà hai đứa đều bận hết á, thì anh sẽ làm gì để bạn gái không có cảm giác là
bạn trai mình không có quan tâm hay là gì á. Thời đại không tin rồi thì mình có điện thoại mình nhắn tin, còn thôi mình lên mình chat Facebook. Dạ. Cũng được. Dạ. Còn nếu mà cố gắng thì cứ mỗi tuần gặp nhau 15 phút cũng được, cố gắng gặp nhau nhìn mặt nhau rồi chạy về cũng được nữa. Nói chung là em là thích rồi đó. Chín rưỡi hay em hay là cho 10 luôn? Dạ bây giờ chắc là 9:75 đi chị. Còn 0:75 thì đợi sau khi mà bấm nút thì biết. Nãy là mình nghe bạn nói là bạn nấu ăn rất là ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nếu mà sau này muốn làm cho bạn lên làm bà chủ thì bạn có chịu không? Dạ chịu chứ anh. Nói chung là cái gì chủ là em chịu thôi. Chủ gia đình, chủ nhà gì cũng được, miễn sao có chủ là được rồi. Chủ nợ đi con. Dạ được anh. Coi như em là chủ nợ, còn anh đó là con nợ của em. Ủa thường chủ gia đình là đàn ông chứ. Ông hay bà gì cũng được chị. Ai làm chủ miễn sao lo cho gia đình mình tốt là được rồi chị. À, em hỏi vấn đề. Ví dụ như ngại chuyện lớn tuổi hơn hay sao? Bây giờ là mình lớn hơn 1 tuổi đó thì có vấn đề gì không? Đâu có, mình thấy bình thường à. Nhìn bạn đâu ai đáng được 27 đâu. Nhìn bạn cỡ là 23, 24 mà cùng. Bắt kêu sung sướng trời ơi, sướng quá trời. Hết thời gian. 2 phút cũng đủ để kiểm định lại cái cảm xúc của mình như thế nào, suy nghĩ thật kỹ nha. Bây giờ mình nói chuyện vui với nhau, hiểu nhau, nhìn nhau. Và bây giờ chúng ta phải quyết định, phải có sự suy nghĩ chín chắn các bạn nha. Nói chuyện có thể vui, có trẻ con trong tình yêu, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. 3 tiếng đếm những khoảnh khắc đầu tiên dành cho hai bạn. 3 2 1. Cảm thấy sao bạn gái? À, em rất là vui ạ. Mình nắm tay nhau một cái đi. Mình trẻ mà, chị mình hôn em một cái đi. Bình thường mình làm chị khó lắm phải đâu, chuyện đùa. Hôn em cái đi. Thôi, cao hơn thì hôn em đi chứ em đó, nhớ vậy tới chị. Mà mình đang thanh niên. Người trẻ tuổi rất là năng động, rất là hiện đại. Em thấy cô này rần rần, mọi người em nó rần rần luôn vậy đó. Trời ơi trời, sống ai cậu ôm em nó vậy á. Linh Linh, ôm em Linh Linh. Hôn đi, hôn đi. Khó quá trời bỏ quả. Xin mời bạn trai. Chào anh. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Anh tên là gì? Em tên là Phan Văn Trương. Phan Văn Trương. Dạ. Chà, tên dữ quá ha. Anh làm nghề gì? Em làm bảo vệ em. Bảo vệ. Dạ. Chắc bảo vệ sếp. Rồi, chút xíu mình sẽ xem cô gái kia tên gì nha. Dạ. Bây giờ mời bạn gái của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Dạ. Chị tên là gì? Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Em tên Trịnh Thị Tám, năm nay 39 tuổi. Hiện chị Tám đang làm gì? Chị thoải mái đi, đừng có run. Dạ. Dạ. Chị làm gì? Em lập công viên cây xanh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ. Ủa là cụ thể công việc mình là là chăm sóc cây kiểng. À dạ. Anh bên kia chưa có giới thiệu tuổi á. Em 46 tuổi. À, 46 tuổi. Anh có trải qua những mối tình nào chưa anh? Hay có gia đình gì chưa anh? Chưa anh. Chưa luôn. Cái hồi trước chuẩn bị đi nghĩa vụ thì có quen người bạn gái mà hẹn 3 năm nghĩa vụ về cưới rồi chưa có mãn 3 năm nghĩa vụ cô đó có chồng. Rồi thôi. Thì vậy thôi giận không lấy ai luôn. Về rồi lo làm ăn rồi không có nói gì tới vợ con. Anh làm bảo vệ thì ngày nào cũng có nhiều chị đi ra đi vào rồi mình có để ý ai không anh? Tại vì đi làm bảo vệ không có quen công nhân được mà cũng không có quen nhân viên văn phòng được. Mình quen nhân viên văn phòng là người ta nói mình đạp chân với nhau, hàng hóa vô ra mình cho phép, vô ra mình không chặn lại. Mình mất lòng tin mình không làm việc được. Còn những mình quen công nhân thì cũng vậy. À, chị ơi, chị làm ở chỗ cây xanh là lâu chưa? Chà, em làm 12 năm rồi. 12 năm? Dạ. Em xin hỏi là chị đã có gia đình lần nào chưa vậy? Chưa. Vậy chị có mối tình nào chưa? Có một mối tình. Dạ. Dạ. Mình cách đây bao lâu rồi chị? Cách đây 5-6 năm rồi. Thế trong công việc chị làm tới 12 năm vậy chắc là cũng đạt được nhiều thành tích lắm hả chị? Dạ, cũng được phụ nữ hai đảm đang 5 năm liền. Hai đảm đang 5 năm liền. Dạ.
Còn một bản đang nữa chuẩn bị lấy luôn nha. Chị, nhưng mà tại sao ở trong trong chỗ làm việc không có người nào vừa với mình hay sao chị? Cũng có nhưng mà tại không có duyên. Thế chị, ưu điểm của chị là gì? À, ưu điểm của em là giản dị, vui vẻ. Dạ. Và ít nói. Bây giờ thật sự chị đã muốn lập gia đình chưa? Em cũng muốn gặp người đó nếu mà phù hợp với mình, biết chia sẻ. như thế nào là phù hợp? Người đó cao trung bình. Dạ. Gọn gàng, không da không đen, tóc không quăn. Tại sao vậy? Tại vì mình tóc quăn mình không thích người đó. Mắc tóc gì quan mà da đen mà không nhưng thích. Nhưng mà da đen có sao đâu, Quyền Linh đen lùi kìa chị. Tại, tại em da cũng đen. Đàn ông lại da trắng tươi. Vậy chứ bây giờ chị thích mẫu người đàn ông của chị, lý tưởng của chị là như thế nào? Hài hước. Hài hước là gì nữa? Trung thực. Và có trách nhiệm với gia đình. Hồi xưa giờ chị có hôn ai bao giờ chưa? Ôi chưa. Chứ mối tình hồi xưa không có hôn nhau hả? Có người ta hôn mình à. Người ta hôn mình là coi như là cứ là hôn rồi. Bên kia đưa ra ý kiến vậy anh thấy mình có phù hợp không? Thì em cũng đáp ứng nhu cầu được 50. Ủa sao có 50 hả? Tại vì cái hài hước mình lớn tuổi hài hước không nổi. Chứ hồi em trẻ thì em hài hước chứ lắm, chứ bây giờ lớn tuổi U40 em lên con người thắng lợi rồi, không có linh hoạt nhạy bén như hồi thanh niên nữa. Nhưng mà tiêu chí của anh là tìm người yêu chuẩn mực ra sao? Em tìm người yêu là thật thà, thẳng thắn, trung thành, trung thực, tiền tài thật thừa, tính tình từ thiện. Hay nha, cái này là suy nghĩ lâu lắm phải không? Thuộc luôn hả? Dạ, trước khi em đi em phải làm công tác chuẩn bị cũng hơi nhiều anh. Chuẩn bị gì anh? Nhiều câu thơ lắm. Có thơ nữa hả? Rồi đọc thơ luôn. Người con gái mà anh thầm nhớ, thương em nhiều chẳng dám ngỏ lời yêu, anh thương em cùng lúc em cười, yêu giọng nói ngọt mềm khi cất tiếng. Anh thương em thương từng cử chỉ, miệng em cười có ý anh thương em dành môi đỏ thắm, mái tóc dài ống ả ngang vai. Ngồi bên em chẳng dám cận kề, muốn nói yêu em lòng không dám ngỏ, có những lúc gục đầu trên trang vở, bút vô tình lạc lối viết tên ai đó sáng ngời trên trang giấy. Suốt cuộc đời sống mãi hồng anh thương em thương đến trọn đời, không bao giờ phụ rãi mối tình này đâu. Anh làm thơ lâu chưa vậy? Sao thuộc lào luôn vậy? Chuẩn bị lên chương trình này em chuẩn bị đăng ký, em phải đặt trước rồi. À tức là làm cho thi chương trình này đúng không? Dạ. Có đọc cho cô nào nghe chưa? Chưa. Chưa không? Hàng còn riêng luôn á. Hàng riêng á? Họ còn hình cho lịch em luôn. Thấy phù hợp với mình không? Thấy phù hợp với em. Hiện tại là chị ở với ai? Là em ở với chị gái. Hôm nay chị mình đi, dạ, chị gái mình có đi theo có, không? Có cô với chị, với cháu nữa. Dạ em chào chị. À, chị ơi, nãy giờ chị đi theo, chị ngồi dưới đó, chị nhìn thấy anh bên kia sao chị, được không chị? Nói chung cũng được. Dạ được hả? À, chị thấy bài thơ của ảnh ổn không chị? Quá tuyệt vời. À, dạ chào cô. Cô ơi, cô thấy cái anh bên đó được không cô? Cô thấy là được. Dạ. Hiền lành, chân chất mà cũng mạnh khỏe. Dạ. Nhưng mà thơ thì đọc hơi nhanh quá, thành ra cô chỉ được nghe có em và thương thôi. Nhưng mà em và thương là đủ rồi. Dạ. Em và thương là quá đủ rồi. Cháu gái tôi thì cũng đầy đủ là thật là hiền lành, chịu thương, chịu khó. Dạ. Mà rất kém. Dạ. Nói gì vài câu với cô đi. Con cũng cảm ơn cô và chúc cô mạnh khỏe, trẻ mãi không già. Để qua coi mặt bên đây coi sao. Chờ chút xíu nha. Cô là ưng rồi đó. À, trời. Là chị. Xứng không? Xứng. Hồi nãy làm thơ giật mình luôn á. Nói gì ngồi kế bên cô tóc dài, anh sợ hôm nay tóc ngắn. Mà thiệt dài thiệt cũng dài. Cái này dễ thương chân chất lắm. Dạ. Dạ. Có điều hay xét phụ nữ đi ra vô cổng thôi. Đúng là công việc của người ta mà trời đất ơi. Thật ra từ nãy giờ em nghe anh bên kia em chưa thấy mặt ảnh á, nhưng mà cái cảm nhận người phụ nữ của em là ảnh rất là hợp với chị. Nên là em mong chị phải bớt bớt xuống một chút xíu, mình có kén nữa. Cô cũng nói chị kén luôn kìa, thấy không? Trời ơi, mình 39 tuổi rồi mà, tại không có phù hợp với mình. Trời ơi, đó là phù hợp. Bây giờ chị, cái mẫu người bạn trai lý tưởng của chị là như thế nào nè, để em qua em xem mặt ảnh nè. Dễ hình dung. Anh Hoài Linh. Anh Hoài Linh. Trời ơi, gu lạ. Hoài Linh hay là Quyền Linh? Hoài Linh. Anh làm với ai cũng thích anh vậy á. Hoài lại là cao, rộng rộng, cao. Anh hát hay, ca sĩ đa tài, hát hay. À, thích anh Linh và anh đa tài. Vậy là gu này là gu cây xanh luôn rồi. Bên này cũng ốm như anh Hoài Linh vậy đó. Đứng lên em coi cái anh. Coi giống cây xanh không? Trời ơi, cũng hai cái giò này cũng chịu lắm rồi nha. Anh có biết hát không? Có mấy em ca khúc à.
Khúc gì, khúc gì? À, giỏi đúng sao Bạch Thu Hằng. Rồi, chơi luôn. Vỗ tay. Đứng diễn tả đâu à, diễn ra ngoài. Trời ơi bởi sắc lơ giữa chiến trường đành thọ tiện nên võ đông sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hằng. Diễn nhà Tường kìa, bạn tình ơi. Bạn tình ơi đừng hoài trong mòn mỏi đợi chờ. Diễn bên kia kìa. Để người ta hát thôi, em tạm thời vậy đi chị ơi. Sao tạm thời được? Dạ hồi đầu vô hơi lạc nhưng mà cuối cùng về đến đích thành công. Nói với mắc cỡ thôi. Rất là dễ thương, em thấy hai người rất là hợp nhau. Và ăn thua hai anh chị nữa thôi đó. Ăn thua thôi rồi. Dạ rồi. Do hai người gặp nhau đi ha. Chuẩn bị. Kéo màn. 2, 3 kéo màn. Hết hơi xong vô. Chuẩn bị. Chào em. Chào. Người con gái mà anh thầm nhớ thương em nhiều chẳng dám ngỏ lời yêu. Anh thương em cùng lúc em cười, yêu giọng nói ngọt mềm khi cất tiếng. Ngồi bên em chẳng dám cặn kề, muốn nói yêu em lòng không dám ngỏ. Anh thương em thương đến trọn đời, không bao giờ phụ rãi mối tình này đâu. Chút viết cho tôi tối giờ tôi đọc bây giờ tôi nghe. Bây giờ em ở đâu, quê em ở đâu? À, quê em ở Thanh Hóa. Nhà anh ở đâu ạ? À? Quê của anh Long An, Trung Dũng, Kiên Cường. Vậy hiện tại giờ anh ở đâu ạ? À? Hiện tại ở trọ làm bảo vệ ở quận Bình Tân. À. Hỏi cái này nha, xin lỗi nha. Anh có chuẩn bị khi lấy vợ gì, có đất đai nhà cửa gì không? Nói chung thì em có đất dưới quê, nhưng mà nếu mà trên thành phố này làm ăn được thì em cũng ở thành phố làm. Nếu mua đất được thì mua, không mua cũng ở trọ lên phố làm cũng được. Nhưng mà muốn về quê cũng được. Dạ. Có chuẩn bị tiền xây nhà chưa? Có, chuẩn bị qua sang năm cắt anh. Rồi cắt hả? Rồi chuẩn bị tiền lấy vợ chưa? Có sẵn rồi. Rồi xong. Làm công tác chuẩn bị sẵn hết rồi. Thôi anh cảm nhận thế nào về chị ấy anh? Thì cảm nhận là em rất là thương. Dù em có điếc anh cũng thương. Hả? Anh thương em tha thiết, dù em có điếc anh vẫn thương. Không lạ nha. Anh có, em có nhu cầu hai cái vòng sau nữa. Nếu mà đậu thì mới là được đội tuyển Pháp, còn không đậu là đội tuyển Brazil á. Mà sao? Là em còn hai cái yêu cầu nữa mới vô vòng chung kết được, nó mới có vòng bán kết thôi. Yêu cầu gì nói luôn đi chứ. Giờ yêu cầu thứ nhất là nhấn nút đỏ, yêu cầu thứ hai là phải dùng đắp tình yêu là đến ngày đám cưới. Yêu cầu thì dễ rồi. Giống người trong mộng mình nằm mơ chưa? Giống luôn. Giống luôn hả? Y xì luôn. Y xì luôn. Y mi luôn. Cưới liền không? Cưới liền chắc cũng vài tháng. Tại vì làm công tác chuẩn bị mời khách đồ này kia cũng vài tháng. Giống Hoài Linh rồi đó. Vui không? Vui hả chị ha? Cô cái này cô nói thêm vô giùm nha cô. Cháu cô khó quá. Cô nói gì đi cô, nói gì đi cô. Cứ bước đầu là cảm mến nhau được rồi. Xong rồi sau hai người gặp hai người riêng à. Lúc bây giờ tâm tư hay là gì thì là khác thổ lộ. Đấy. À, cảm ơn cô. Đó. Cô cũng muốn động viên thấy không? Cái hẹn hò trước ha. Rồi, bây giờ nói một câu gì trước khi bấm nút. Câu cuối cùng. Ví dụ như bây giờ anh thương em, anh định cưới em trong năm nay, em chịu không? Cái đó để cho thời gian mình tìm hiểu sau rồi em trả lời. Chứ bây giờ... Thời gian là bao lâu chị? Thì khoảng từ 3 tháng đến 1 năm. Được không anh? Được rồi. Được hả anh ha? Rồi, hết thời gian. Rồi, bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm nha. Đây là cái nút chuẩn nha. Chuẩn bị anh chuẩn chị bị nghĩ ha, nếu nút mình nha. Là đồng ý hẹn hò với ảnh thì mình nhấn nút nha chị nha. Sau 3 tiếng đếm của em nha. 1 2 3 Ta bấm nút nha. Bước đầu là được rồi đó. Hai người nắm tay cái coi. Rồi em. Kêu nắm tay chứ kêu nắm tay luôn, nắm luôn. Rồi thôi rồi. Trời ơi trời. Thấy cảm giác xanh nó truyền hơi ấm thì sao? Truyền hơi ấm mà nghe cũng hơi rằn rằn trong cái trong người. Làm gì rằn rằn như vậy? Nghe nó rung động trái tim á, nghe nó thương quá, nó rung động trái tim. Thương lắm hả? Bây giờ em hỏi chị tại sao chị lại đồng ý nhấn nút với ảnh? À, em cũng thấy có cặp tình chút xíu. Như vậy là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng rồi.
Nam ra trước đi anh Linh ơi, cho nó hên. Mời bạn Nam. Chào bạn. Vâng, em chào anh. Vâng, em chào chị Cát Tường. Vâng. Thôi mà anh ngồi. Vâng. Dạ. Trời. Vâng. Rồi cao cao lên. Vâng. Anh tên là gì? Dạ em là Nguyễn Văn Thành. Em năm nay 34 tuổi. 34 tuổi? Dạ. Làm nghề gì? Em làm quản lý một công ty cơ khí ở Đồng Nai, Biên Hòa. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu à. Xin mời bạn. Dễ thương quá. Em giới thiệu mình đi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả các bạn khán giả. Em tên là Hồng, em đến từ Nam Định. Hiện tại thì em đang công tác ở Tây Linh. Em làm bên ngành quản trị chất lượng. Anh em 26 tuổi. Theo cái tuổi của người Bắc tụi em thì đó là cái tuổi mà người ta gọi là cần phải tìm chồng gấp ấy. Và ngày hôm nay em đến với chương trình này để tìm cái đối tượng của mình. Nếu như mà tìm được thì cảm ơn chương trình nhiều nhiều. Chào em Hồng. Chào anh Thành. Rồi. Anh thì quê bạn dạ vâng em. Em là con của Hiền Quan Họ. Là người quê con Bắc của Hiền Quan Họ. Vâng, Bắc Linh, Kinh Bắc. Em vào đây sống cũng làm được 3 năm ở trong này. Mấy năm? 3 năm. 3 năm. 3 năm. À, 3 năm. Vâng. Bạn nói là sống ở quê Quan Họ. Dạ, Ninh. Dạ. Thì quê Quan Họ Ninh là một trong những cái nơi mà khi nói nó thì nói đến những cái câu Quan Họ. Dạ vâng. Bạn có biết hát Quan Họ không? Em thì hát thì không hay. Đến với chương trình thì cũng có đôi câu Quan Họ để thể hiện tấm lòng của người Bắc Linh. Rồi. Thể hiện mình là người Bắc Linh. Vâng. Hát này ta biết mình ở Bắc Linh. Rồi vô đi, vô vâng. Đi. Vô dạ. Bạn hát hài bạn. Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình ư na. Người Bắc Ninh vốn trọng dân giao duyên nối a. Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca, khách đi xa giữ chẳng cho về. Dạ vâng. Em hát cũng hay. Sao em? Nghe em thấy sao? Anh ở chỗ nào của Bắc Linh ạ? Anh ở thành phố Bắc Linh ạ. Tại vì bạn em thì có người ở Bắc Linh nhưng mà em chưa về Bắc Linh lần nào. Em nghe nhiều về Quan Họ rồi ạ. Nhưng mà hôm nay nghe hát trực tiếp thì nó thấy nó khác đúng không? Nói chung nó khác hơn ở trên TV. Anh không biết hát. Ông nhưng mà quan trọng là em cũng không cần cái tài năng hát của anh. Em chỉ quan trọng tấm lòng của anh như thế nào thôi ạ. Thế bạn tự giới thiệu ưu điểm của bạn và khuyết điểm của bạn. Nếu mà ưu điểm và khuyết điểm thì nói chung là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm. Nói về ưu điểm thì đọc mãi ra thì được 3 cái. Đó, thứ nhất là nhiệt tình, đảm đang, thẳng thắn. Còn về khuyết điểm thì rất là nhiều. Nói nhiều, thẳng thắn quá. Gia trưởng trong gia đình em là người quyết định mọi thứ. Có một anh hỏi em là em có nghĩ em là lét không? Em trả lời một câu rằng là em thích trai đẹp chứ em không thích gái. Thế nên em biết giới tính thật của mình là gì. Hoàng Nam thấy sao? Em thấy ở bạn gái cá tính. Cá tính. Vâng. Anh có những ưu khuyết điểm thế nào? Nói luôn cho bạn gái biết. Ưu điểm của em có ưu điểm là thẳng thắn, quyết đoán. Quyết đoán hay là dám cứng? Quyết đoán nó khác gia trưởng anh. Rồi có gì? Có nghĩa là có bản lĩnh. Được. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì em nhận thấy là em sống chậm. Cái thứ hai là cũng nhát gái. Cái thứ ba nữa là kỹ tính. Hơi kỹ tính. Vâng. Đó là những khuyết điểm của anh. Anh được trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 3 mối tình. 3 rồi? Dạ vâng. Ít nhất là bao nhiêu lâu và nhiều nhất là bao nhiêu lâu? Nhiều nhất thì cũng khoảng độ 2 năm rưỡi đến 3 năm. Dài quá nha. Dạ vâng. Thế sao là chia tay? Lý do thì cũng do em coi trọng sự nghiệp. Đặt sự nghiệp nó lên trên khá cao. Dẫn đến chia tay. Thì thứ hai là bạn. Không hòa hợp. Thế Hồng nghĩ tại sao mình lại không có bạn trai? Thực ra là do môi trường làm việc của em. Với lại cũng do tiêu chuẩn của em cao. Thì người như thế nào? Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên. Cao 1m7 trở lên. Công ăn việc làm ổn định. Với anh đã ổn về kinh tế rồi. Và bây giờ là xác định là mình chỉ lo cho gia đình nữa. Hơi cao ạ? Sao anh? Có đáp ứng nhu cầu được không? Không. Em muốn nghe thêm tiêu chuẩn chứ. Nghe thêm phải không? Rồi. Điều gì bạn không thích? Điều em không thích ở người con trai đó là keo kiệt và tính đàn bà. Tại vì những người đàn ông tính đàn bà là không thể chấp nhận được. Mối quan hệ sẽ không bền lâu được. Bạn có cái mẫu người đàn ông lý tưởng nào mà bạn... Có. Đó là một là giống bố em, hai nữa là giống anh Quyền Linh.
Hôm nay bạn đến đây với ai? À, hôm nay em đến với lại bạn em. Bạn em của em. Rồi, bạn Hân. Dạ, em chào anh Linh và chị Tường ạ. Ừ, chào em. Chào bạn. Dạ, em là Hân, là bạn của Hồng ạ. À, bạn chơi với Hồng lâu chưa? Dạ, cũng khoảng hơn 2 năm rồi chị. Bạn hiểu rõ tính cách của Hồng chứ đúng không? Bạn em rất là tốt, mạnh mẽ. Từ một cô gái từ ngoài Bắc mà vô Nam sống là rất là mạnh mẽ. Dạ. Thấy anh bên kia sao? Có phù hợp với Hồng không? Thấy anh cũng khá tốt, có nhiều điểm giống với bạn Hồng. Em nghĩ là cũng phù hợp ạ. Rồi anh có đi với người thân của mình không? Dạ vâng, em đi cùng với cả là chị gái. Chị gái chị, rồi, vâng. Cho gặp chị gái nào. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cảm ơn chương trình như nó như là một chiếc cầu nối để cho các bạn trẻ tìm đến với nhau. Em cảm thấy như là em gặp một người này em cảm thấy rất là hợp. Nhưng còn như thế nào nữa thì phải cần có thời gian. Dạ cảm ơn rồi, chị. Cảm ơn chị. À, Hồng ơi, em nói là 26 tuổi là gia đình đã hối là lấy chồng rồi đúng không? Nếu bây giờ được thì em nghĩ bao lâu thì mình sẽ kết hôn? Đối với bản thân em thì mẹ hối mà bên này cũng ưng á thì chắc là sang năm mới á. Nếu được thì hai bên sẽ tiến tới á. Rồi, cảm ơn bạn. Anh thấy là người phụ nữ bên kia quá mạnh mẽ. Rồi. Vậy em có lo không? Bởi vì người phụ nữ mạnh mẽ quá họ sẽ làm chủ gia đình. Em thấy là thẳng thắn. Ừ. Dạ là rất là tốt. Em thì em yêu cầu là thứ nhất là tâm lý. Tâm cô lý kia là tâm lý rồi đấy. Vâng. Cá tính. Có đấy. Có hiện đại song vẫn giữ nét truyền thống. Rồi anh hiểu rồi. Vâng. Bây giờ anh sẽ xem cô ấy thế nào nha. Có hợp với em không? Rồi. Anh Quỳnh Ninh. Xin chào chị. Dễ thương. Em mới 26 anh Quỳnh Ninh. Anh gọi lịch sự thôi, anh gọi Cát Tường cũng bằng chị mà. Ủa chị Cát Tường vậy là không được đâu. Mình còn trẻ, phải nhận làm em. Lanh lắm. Không chồng, rất là lanh. Rất tự tin. À, rất là tự tin, bản lĩnh ha, cá tính. Cái này thì em không dám. Ba em thì chị không biết. Nhưng mà tự nhiên sao em lại nói thích người giống như anh Quyền Linh. Tại vì anh Quyền Linh là người vì gia đình. Rồi, giờ bạn trai là phải cao hết 7 lắm không? Coi tại vì em thấp quá. Dạ, vâng, em chào chị. Vâng, chào anh. Anh cao được nhiêu? Dạ em là 1m65. Anh thấy cô bên này có nói nhiều quá không? Phụ nữ thì nói nhiều một chút chắc cũng không sao. Coi như là nói nhiều không ngại vấn đề gì hết đúng không? Vâng. Như vậy hiểu rồi. Chúng ta sẽ cho hai người gặp nhau để nhìn nhau, cảm nhận về nhau và quyết định có hẹn hò hay không. Kéo màn lên. 2 phút dành cho anh. Bắt đầu. Chào em. Chào em. Rất vui được gặp em. Với một em gái thấy cá tính, xinh. Khi mà nghe anh nói thì em thấy có một cái đồng điệu với quê em. Đó là ngọc chữ N và L. Anh với mình chỉ có ở đây 2 phút thôi. Dạ. Nên mọi cái thì anh nhường cho em 2 phút thoải mái. Anh nghĩ sao về vai trò của người chồng trong gia đình ạ? Bản thân về kinh tế phải là trụ cột. Cái thứ hai nữa là công việc thì phải chia sẻ thôi. Nếu hai người lấy nhau thì ai sẽ quản lý tiền nông? Thực sự theo người Bắc á thì con gái tốt hơn. Bạn có chịu làm dâu không? Thực sự thì mẹ em cũng dạy em là con gái miền Bắc thì nên phải biết làm dâu chứ đừng bao giờ về nằm mái chồng. Ok, ok. Ok. Một câu cuối cùng. Anh nói trước. Em. Anh trước đúng không? Sao? Lúc đầu anh nghe, anh chưa kéo rèm xuống thì anh nghe thấy nghe cá tính. Khá dữ dội. Và bây giờ thì chuyển biến tốt. Rồi anh thì anh muốn là một cơ hội sẽ tốt cho cả hai anh em mình đến được với nhau. Dạ. Còn... ok không? Thằng ok không? Chồng với nhau. Em chưa nói là đến xa hơn. Ok thì em ok chưa? Rồi. Hết giờ. Như thế nào? Xem hồi sau sẽ. Mời anh để tay vào nút bấm, nút phía sau đây. Dạ. Đây. 1. Suy nghĩ kỹ nha. 2 3. Ok rồi. Ủa sao mà anh biết ok rồi? Em nghe thấy tạch. Em nghe cái tạch hả? Dạ vâng. Vậy ta? Vậy mình có thể nắm tay nhau về quê không? Em thấy thế nào? Cảm giác thấy thế nào? Nói chung là cảm giác là thực ra tay anh rất sáp. Anh là người dân cơ khí, cái giáp đó là giáp lao động. Dạ, đúng rồi. Mình phải tự hào. Trước tiên là gửi tặng hai bạn. Dạ vâng. Cặp vé xem phim. Em cũng chân thành cảm ơn. Em mặc ai? Thay mặt em Hồng. Chân thành cảm ơn anh chị. Cùng tất cả những anh chị mà đã
có những cái thời gian mà giúp đỡ bọn em trước đó cắt tinh một lần, một lần hai rồi sau cánh gà rất nhiều lần, mà em thì có khá nhiều yêu cầu nên là các anh chị cũng khá vất vả. Vâng, xin chân thành cảm ơn, một lần nữa chân thành cảm ơn. Em muốn nói ngoài luồng một chút là những bạn nữ người miền Bắc, nếu như các bạn có tự tin để lên chương trình này thì các bạn hãy cứ tiếp tục đăng ký. Tại vì người Bắc mình quan niệm là phải tìm chồng thì đừng lên truyền hình. Nhưng em nghĩ rằng lên truyền hình nhiều khi cũng tốt. Nên mong mọi phụ huynh người Bắc hãy thay đổi cái quan niệm đó và hãy để cho con cái mình tự do quyết định khi lên chương trình này tham dự. Hãy giúp đọc Phan Châu. Và... rồi, thấy hạnh phúc không? Dạ. Rồi, đó, nắm tay xuống. À, anh hỏi em trước đi, em cứ dành hoài. Bây giờ nè, mình đang đến với hai cặp đôi, không biết họ yêu nhau hay không, mà tình yêu con trai con gái bây giờ nó có khác gì tình yêu con trai con gái ngày xưa hay không? Khác nhiều chứ anh. Khác là khác cái gì? Cũng yêu nhau thôi mà. Đương nhiên là cũng yêu nhau, nhưng mà cái cách yêu nhau nó khác nhau, cách tìm hiểu cũng khác nhau. Có gì đâu ví dụ khác. Ví dụ đơn giản thôi. Hồi xưa mình cứ quan điểm là trâu đi tìm cột chứ cột không có đi tìm trâu. Nhưng bây giờ nhiều khi bạn nữ vẫn là người chủ động là một cái khác. Tức là tình yêu bình đẳng đúng không? Ngày xưa có thể tình yêu nó đơn thuần, nó chỉ là yêu, nhưng mà bây giờ cái cuộc sống nó ngày càng khó khăn và eo hẹp, nhiều khi tình yêu phải tính vô cả cái kinh tế trong nữa. Đó cũng là khác. Tức là yêu nhau phải cũng phải lựa chọn coi có người đó có đủ lo đời sống như mình đúng không? Mà điều đó không có gì là xấu cả. Anh nghĩ cũng đâu có gì xấu. Đúng nhưng rồi. Mà nhưng mà nó có khác hồi xưa. Đúng hồi rồi. Xưa nhiều khi là ai anh cũng một túp liều tranh hai đúng quả tiền vàng. Đúng bây rồi. Giờ một túp liều tranh cái nhà tranh cũng phải có vàng. Và bây giờ để xem ngày hôm nay tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của mình có xuất hiện những trái tim vàng hay không. Chào đón cặp đôi thứ nhất. Xin mời. Hả màn xuống. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em tên là gì? Dạ, em tên là Khánh. Khánh? Dạ. Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 20, 7 tuổi. 20? Ngắt kỳ vậy? Em 20, 7 tuổi. Dạ. Trời ơi, quá trẻ. Dạ, dạo này em bớt trẻ rồi chứ hồi trẻ em trẻ lắm. Hay. Rồi giờ là em đang làm gì? Khánh đang làm gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng. Rồi xin mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Gì vậy? Gì ngộ dữ vậy? Xin chào. Mời ngồi. Dạ cảm ơn. Trời, anh này giống tôi cách đây mấy năm quá trời. Bạn tên là gì? Em tên Đình Quý anh. Đình Quý. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em 32 tuổi. 32 tuổi. Đang làm nghề gì Quý? Em nhân viên bán hàng của hãng xe Toyota. Mày giỏi à. Thành ra là tôi nghĩ rằng là hôm nay bạn sẽ có nhiều cái thuận lợi trong cái việc thuyết phục cô gái bạn của bạn sắp tới. Thực ra thì thường thường là thuyết phục khách hàng thì nó quen. Còn để yêu mà thuyết phục thì hơi khó. Em tự giới thiệu về bản thân mình luôn đi, về tính cách của em. Dạ. Em thì em hay thích giỡn, em vui tính. Nhưng mà có em cũng lớn cho nên có những cái em suy nghĩ cũng thuộc lớn. Cho nên em cũng khó tìm người. Em ví dụ cụ thể cho chị. Dạ. Ví dụ như quen người này mà sau này thế kia thế nọ chắc không quen được đâu. Cho nên chắc thôi. Dạ, các em không quen. Có nghĩa là mới bắt đầu vô là mình đã lo nghĩ cái tương lai nó như thế nào rồi. Dạ. Vậy thì hôm nay trước khi em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này, em nghĩ ngày hôm nay em sẽ được cái gì? Là mất cái gì? Dạ, mất cái gì thì em không biết, chứ là chắc em được cái nồi cơm điện. Cho nên chắc cũng được. Cái này nó sâu xa lắm. Được cái nồi cơm điện có nghĩa là đã được bạn trai rồi mới được nồi cơm điện. Dạ đúng rồi. Chứ còn nếu không có được bạn trai thì chỉ được chú gấu bông thôi. Tôi thấy rằng bạn bên kia hơi bị lanh đấy. Bạn thấy cảm nhận sao? Bạn đó cũng vui tính. Vui tính không? Dạ. Bạn thích mẫu người như vậy không? Cũng thích, em cũng vui tính. Em cũng vui tính. Nhưng mà quen rồi mới hay nói chuyện vui được, chứ còn bình thường mới gặp thì cũng ít nói. Ưu điểm của bạn? Nhiệt tình với bạn bè. Rồi còn gì nữa? Chắc có vậy thôi. Rồi khuyết điểm? Chắc cũng thỉnh thoảng cũng hay nhậu. Nhậu hay nói nhiều. Bạn trai của mình nhậu em đồng ý không? Dạ được. Không sao. Không sao phải không? Dạ. Sở thích của em là gì nữa? Em thích nấu ăn. Rồi đi chơi với bạn bè. Khuyết điểm của em? Dạ cái này thì nhiều, em kể được nhiều. Rồi em kể đi. Bên kia nghe nha, khuyết điểm nè. Dạ em rất là hay quên. Thích những cái sở thích, ví dụ như hơi bạo lực một chút. Trời ơi. Ví dụ giống như
bạn bè mà em cảm giác thân rồi. Lâu lâu em ngồi mà thấy em im lặng là em đang suy nghĩ, tự nhiên em muốn cắn. Dạ. Em em biết giống như là nít mà người ta nói em bị ngứa răng vậy á. Ví dụ như giờ em thấy cái tay chị vậy đó, em cũng thích. Không không không, đừng thích tay chị, thích tay anh Quyền Linh đi. Bên đây cũng nổi da gà hết trơn rồi nè. Còn một số thứ khác thì nếu mà thân hơn thì em sẽ lòi ra phải không? Dạ, mới lòi ra được. Trời ơi. Bây giờ lòi nhiều quá, sợ bên kia sợ. Rồi em muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Dạ, ba em á có nói là sau này mà quen bạn nào á thì công ăn việc làm ổn định, với lại phải là một người tử tế. Mà tính tình sao mà về ngồi nói chuyện được với ba em á. Vậy ba em là người như thế nào? Dạ, nhưng mà nói chuyện được với ba em thì sợ hơi khó nói chuyện với em. Ủa là sao? Cái gì khó quá vậy trời? Dạ, cô này cũng rắc rối lắm nè. Dạ, tại vì em với ba em tính tình nói chuyện cũng không hợp nhau mấy. Rồi bây giờ cuối cùng là em muốn là nói chuyện được với ba em hay là nói chuyện được với em? Dạ, vậy bởi vậy em muốn một người già nhưng mà trẻ. Thế hồi nãy giờ bạn nghe đó yêu cầu vậy, bạn nhóm chịu nổi không? Em nghe em thấy là muốn mà vượt qua cái giai đoạn đó là chắc phải là bản lĩnh lắm. Nhưng bạn cảm giác mình phải là một người bản lĩnh không? Nhưng em thì em cũng khá là mạo hiểm. Mạo hiểm? Hy vọng có cơ hội để mà thử sức mình. Em có chịu đựng nổi những cái cú ngứa răng của bên này không? Dạ, chắc không phải thử mới biết chị ơi. Em có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không? Công việc ổn định, tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết giao tiếp với mọi người. Dữ gì vậy, sợ không? Thật ra thì con gái mà có dữ chút một chút vẫn hay. Vẫn hay đúng không? Dạ. Chứ còn hiền quá thì thường thường em cũng không có thích lắm. Không thích hiền? Hồi đó thì tôi mới thấy người không thích hiền á. Trước khi chị qua bển, chị coi mắt cái mặt cái anh bên kia. Bây giờ chị hỏi em, bây giờ được hết trơn mà giờ nói chuyện với ba em không được rồi làm sao? Giờ ba em khó chịu cỡ nào, em nói sơ về ba em á chị nghe coi. Dạ không, ba em thì không có khó chịu. Nhưng mà ba em là giáo viên, cho nên ba em nói chuyện giống như trẻ bây giờ họ hay, ba em hay nói dùng từ lắc sắc hay là sao. Ba em thích người điềm đạm này nọ. Dạ. Thì cũng đâu có đến nỗi gì đâu mà em làm chị căng thẳng gì rồi. Vậy em sao? Tính tình em hơi trẻ con một chút, cho nên đôi khi em hay nói giỡn với ba em cũng thích. Có nghĩa là giờ mà bạn trai mà vừa ý em là ba em cũng không thích luôn? Dạ vừa ý em là được rồi. Vậy phải không? Có nghĩa là ba em dẹp qua một bên? Dạ không có dẹp, nhưng mà giờ cũng ế rồi nên chắc cũng được. Thế như là em là ưu tiên 1, còn ba em là ưu tiên 2 thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi vậy thì để chị hiểu cái ý tưởng của em chứ bây giờ em khó quá. Dạ chị. Trời ơi, em không chịu là chị chịu luôn. Ba chị dễ lắm. Câu gì được hả? Thế mà nói chuyện được với chị là nói chuyện được với ba chị à? Dạ. Mà nhiều khi em không cần nói với ổng luôn, chị chịu là được rồi. Dạ. Chị thấy được lắm luôn rồi đó nha. Ôi bên này hơi khó em, nhưng mà dạ, thấy sao không? Người ta đẹp, người ta có quyền. Dễ thương lắm. Dạ. Nha, ráng nha. Nửa già, nửa trẻ. Em thì nhìn mặt em cũng hơi già nhưng mà tính cũng hơi trẻ. Nhau em già, chị thấy em cũng xứng với chị đó. Trời ơi, nhanh tay lên chị nha cô. Nhanh lên chứ không là tôi hốt luôn à. Tôi không nói gì chưa. Đời xưa đến giờ tôi chưa thấy ai mà mai đi là mai người ta xong rồi cua người ta luôn. Chỉ có cắt tường thôi, trời ơi là trời. Để tôi xem coi. Chào em. Em cao mét mấy? Dạ mét 55. Rất là xinh. Dạ. Ha, anh hỏi câu đó để anh qua để bớt báo với bạn này. Ha. Dạ. Làm sao anh? Cao mét 55. Bạn còn mét 90 đúng không? Mét 7, mét 76 anh. Em chắc cao rồi nha. Rồi, vậy thôi, chỉ có một cái khuyết điểm nhỏ nhỏ là cao mét 55 thôi. Dạ. Còn cái gì cũng được hết trơn á, dạ, tùy bạn. Ha? Chị Tường cao mét 6. Đừng có chọn Cát Tường nha. Cát Tường để cho anh. Bây giờ chúng ta hãy cho hai bạn trẻ gặp nhau để coi các bạn ấy có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Để tôi coi tôi có còn cơ hội hay không. Kéo mặt lên. Không có cơ hội đâu. Rồi. Mời bạn. Trời ơi, không chịu nổi. Chào anh. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
Em để em tên Khánh hả? Dạ. Anh tên Quý. Dạ. Anh làm ở... Anh làm bên hãng xe Toyota. Sao anh không tặng Toyota cho em, không tặng bông? Anh thấy em nói chuyện với anh có sợ không? À, cũng có cảm giác nhưng chưa cũng... Anh nghĩ là... Hơi sợ. Nói chung là anh không có sợ con gái lắm. Hy vọng là sau cái buổi này thì có cơ hội để mà có thể là mời em đi uống nước hoặc đi ăn gì đó. Dạ. Nghe ăn cái em thích quá. Vậy hy vọng một ngày đẹp trời nó đi ăn cùng em ha. Dạ. Hôm nay luôn đi chứ ngày đẹp trời nào nữa trời. Không đẹp em đi cũng được. Trời ơi. Còn gì đâu nói nữa. Thôi hết giờ. Mời các bạn đặt tay ra phía sau thành ghế. Đã tìm thấy cái nút chưa? Và hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm, nếu như chúng ta nhấn nút có nghĩa là chúng ta sẽ đồng ý hẹn hò với nhau và ngược lại. Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. Bạn làm tôi hồi hộp quá à. Làm cái gì mà nhấn nút chậm vậy bạn trai? Chậm hơn hả? Ừ. Dạ. Tại em nhanh. Hả? Tại bên đây nhanh. Rất là vui khi hai bạn đã hẹn hò với nhau. Chẳng qua lúc đó đó chị nói như vậy là chị thử lòng anh này thôi. Hiểu không? Giống như là ma quái xung quanh xuất hiện dụ dỗ này là... Nhưng mà cuối cùng anh ấy vẫn đến với em. Chúc hai bạn... Thử và bầu thử. Chứ rủ người ta ok cũng chịu luôn à. Anh này cái gì này thôi qua. Sáng chú sáng hơi qua bên kia là cũng mệt. Chúc mừng hai bạn. Có thể nói là chương trình Bạn Muốn Hò đã kết đôi cho rất là nhiều đôi. Và trong đó có đôi đã đám cưới rồi. Và có đôi chuẩn bị khai hoa nở nhụy rồi. Nhưng mà cũng có đôi là họ không có gặp nhau trên sân khấu, nhưng về họ chơi trong một cái câu lạc bộ. À, sau đó cái nhóm, một group của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xong rồi họ về họ yêu nhau trong mộng. Tức là người này nhìn người kia, xong tối về nhắm mắt nằm mơ thấy người kia. Và từ đó họ cũng đang thành đôi nữa. Vậy á? Ê, ta gọi là người trong mộng nữa. Tính của em cũng hơi bị con trai chị. Cỡ cỡ chị chắc được. Trời, chị nhiều người thích lắm em. Nói vậy phải buồn em. Và bây giờ xin giới thiệu bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Wow, chào em. Tay này được á nha, ngầu á nha. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Hương Lan, 26 tuổi, hiện đang làm tổng đài viên cho một công ty dược thảo của Nhật. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ. Xin chào. Chào anh. Mình tên là Nguyễn Như Là, 31 tuổi. Nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy gì bạn Như Là? Dạ, em là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Giáo dục quốc phòng hả? Lăng Lê vào trường anh. Thế mà dạy cấp mấy? Dạ, dạy cấp 3. Rồi sao chưa có người yêu mà tới đây? Em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi. Nhưng mà tại vì chắc không có hợp tính. Điều gì làm cho bạn hợp và điều gì làm cho bạn không hợp? Chắc là phải có cái sở thích giống nhau á. Với lại cái quan điểm sống cũng giống nhau. Sở thích giống nhau thế nào? Thí dụ như là em thích chơi thể thao, thích đi du lịch, thích đi phượt, thích xem phim, ăn uống đó. Thích nhiều quá hả? Dạ. Bên đây là nghe rất là căng thẳng, rất là chăm chú ha. Chị thấy hôm nay cái style của em rất là dễ thương. Và em cũng rất dễ thương nữa. Chị không tin là em không có bạn trai đâu à. Tính của em cũng hơi bị con trai chị. Không có được nữ tính á. Cỡ cỡ chị cắt được. Trời, chị nhiều người thích lắm em. Nói vậy chị buồn em. Chị nữ tính lắm. Chị cá tính thôi. Em cũng nở nữ tính giống chị. Đúng rồi. Những ưu điểm của mình, bạn mình em thấy là những cái ưu điểm của em và những khuyết điểm của em. Em vui tính, thẳng tính. Em biết nấu ăn. Vậy thôi chị. Những cái khuyết điểm, những cái chưa mạnh của mình. Em hơi bị lười đi chơi chị. Ví dụ mà đi gần thì đi, còn hả rủ đi mà ví dụ đi ăn hay đi gì mà đi xa quá là thôi ở nhà ngủ chứ không đi. Người quen bồ bạn trai rồi đi chơi rồi sao? Bởi vậy giờ mới ế đó chị. Nhưng mà giờ em cải thiện giờ từ giờ chị.
Mình có năng khiếu gì không hay là có sở trường gì không? Em biết hát. Hát thử khúc đi, vỗ tay đi quý vị. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible thing. Matches, madness, haven't seen. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Không nhận bằng gái mà chị hát tiếng Lào hay ghê. Thấy vui thôi chứ nghe, nghe là dễ thương lắm nha. Bạn có biết hát hò gì không? Cũng biết chút chút. Đâu thử làm đoạn coi. Em hát cái bài Lâu Đài Tình Ái. Hơi căng thẳng. Vỗ tay. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới. Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc. Và một lần không gian đổi mới. Đón hai đứa chúng ta mà thôi. Biết gì không? Không nhận đó nha, lúc lúc nhìn dễ thương được trai. Nhưng mà hát mỏ nó nhọn quá. Một bên thì hát nhạc ngoại, một bên thì hát nhạc trữ tình. Em có thích con trai có gu sến sến không? Dạ không. Bây giờ bạn trai bên đó đẹp trai nè, yêu thương mình nè, điều kiện đầy đủ hết trơn. Chỉ có mỗi tội hơi sến sến thôi, em tính sao? Để coi anh có chỉnh được không? Chỉnh là ủa sến đâu có gì sao? Đâu mà em không thích em. Sến thì ngọt ngào dễ thương chứ bộ. Em ước chỉ ác. Nói anh ơi. Chỉ nói hả? Gì? Nói dạ. Em thích nghe nhạc sến luôn hả? Dạ thích nghe, nhưng mà thích nghe ca sĩ lên. Em thích người đàn ông ở những điểm nào? Dạ em thích đàn ông nam tính, không hút thuốc. Có hút thuốc mà em? Dạ không chị Cát Tường, em không hút thuốc. Hên quá. Không gia trưởng, không có tính toán như phụ nữ. Có không em? Em hiền lắm. Có gia trưởng không? Không. Có tính toán như phụ nữ không? Không. Có thích phụ nữ không? Không. Có không? Thích con gái thôi chứ phụ nữ không thích. Nói không cái là thôi luôn à. Mẫu lý tưởng, người lý tưởng của em là như thế nào? Chị biết Channing Tatum. Ai? Channing Tatum á chị. Cái anh đóng phim The Vow á. Em mơ ước thấp quá ha. Sao vọng ngoại quá vậy? Việt Nam đi cho người ta dễ hình dung. Thì tại vì anh đó anh đẹp trai mà anh có 6 muối. Rồi, đẹp trai mà có 6 muối. Muối. Anh có một muối à? Có muối cỡ Phạm Văn Mách được không? Dạ thôi. Thôi để 6 muối đó. Cơ bắp cuồn cuộn em cũng sợ lắm chị. Ủa chứ sao em khó quá, 6 muối thì phải cuồn cuộn chứ không tập cuồn cuộn sao lên 6 muối? Tập cái bụng thôi. Có muối nào không em? Dạ em có 4 muối vậy ơi. 4 mà hả? Mà hồi xưa nó 4 muối, bây giờ nó còn lại con muối à. Gì kỳ vậy? Mẫu hình lý tưởng người bạn gái của mình như thế nào? Có gương mặt ưa nhìn, cái thân hình là thể thao á. Còn bây giờ chị hỏi nè, bây giờ kiểm tra thể lực, bên đây ta thích 6 muối nè. Dạ cái gì, nghĩa vụ quân sự hả, thể lực khỏe không? Dạ khỏe. Hít đất nổi không? Dạ em hít tới được 30 cái được vậy. Rồi đâu làm thử. Rồi làm 30 cái chứng minh luôn. Làm thử luôn đâu được mấy Linh, cái kiểm tra mem anh lên. Thôi không nổi. Bây giờ mấy cái tinh tế. Thể lực. Ủa, thiệt luôn nha. Thiệt chứ sao có gì đâu mà giả. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thiệt luôn hả? Thiệt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 cố lên 22 23 24 25 26 27 28 29 30 quá dữ, quá dữ. Đuối chưa? Té khói rồi. Quay mặt đâu nhìn cái coi. Trời ơi quá dữ. Nó chơi làm thiệt luôn vậy đó hả? Thiệt mà. 30 thấy sức còn nữa đó, cố gắng là mới té khói thôi. Tôi kết cái vụ hít đất rồi đó. Bữa nay hít đất 35 cái. Bạn trai có ai đi theo không? Người thân không? Dạ có em gái. Đâu em gái mình coi coi. Rồi chào em gái. Dạ chào chị Cát Tường, anh Hoàng Linh và khán giả. Bạn thấy sao? Dạ em thấy chị dễ thương được. Anh em thì hơi hiền. Chỉ cần chị đừng ăn hiếp anh em là được rồi. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Xem bên đây có ăn hiếp không? À dễ thương nha. Anh bên đây á là khỏe mạnh, hiền đấy, thầy giáo nữa. Thành ra anh thấy môn đăng hộ đối vậy là được rồi. Bảo đảm anh nhìn em anh sẽ thích thôi.
Dạ. Được. Rồi anh thấy như vậy là ổn đấy. Vấn đề là cái cảm nhận của hai bạn thôi. Nếu bên đối tượng mình nói được thì bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? 6 tháng là được. Thật sự bây giờ em đã muốn lấy chồng chưa? Em muốn lên đây nè. Muốn lắm rồi ha. Dạ. Rồi kéo màn lên. Hai phút gặp nhau, bắt đầu. Anh tặng em. À, hoa nó lại tự làm đó hả? Dạ đúng rồi. Anh thấy nhớ tay không? Xem hoa đi. Dạ. Trời, hoa đẹp quá vậy, làm bằng cái gì vậy ta? Dạ, làm bằng tăm tre chị. Em làm là cả tuần á. Làm cả tuần đó hoa này hả? Đẹp quá ta. Dạ anh muốn hỏi gì anh hỏi đi. Em anh mới đầu nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh thì khi mà quen thì anh xác định là quen đến cưới. Còn không biết em thế nào. Dạ em cũng vậy. Nhà em ở thành phố ở chỗ nào? Dạ em ở Tân Bình. Có gì anh rủ đi chơi rồi anh đưa rước qua bên đó được. Em đi chơi là em thích đi ăn rồi, em không thích gì đâu. Anh cũng thích ăn uống lắm. Anh thích ăn ốc lắm. Anh còn thích đi chơi chỗ nào khác ngoài đi ăn? Cũng thích đi phượt đó em. Anh có cái sở thích là hay đi xe Honda, đi phượt miền Tây hoặc là những cái chỗ khu du lịch rồi đó. Hoặc là đi xe đạp, đạp xe đạp đi du lịch. Bạn gái cảm nhận thế nào khi gặp người con trai này? Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng thật thà. Thôi vậy mình bấm nha. Ngôn dữ vậy, từ từ bình tĩnh. Bạn có thể nói một câu nào thật hay, thật lãng mạn nào để cô gái cảm nhận ra sao? Anh thì khi quen bạn gái thì anh rất là nhiệt tình và rất là chân thật. Có nghĩa là rất là quan tâm tới người mình thích. Cũng đang rất muốn là năm nay nếu mà quen được thì cưới vợ. Hết giờ. Suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy thật sự đó là một cái người có thể đi một cái đường dài với mình trong tình yêu thì mình nhấn nút. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Bạn nam đã bấm nút rất là sớm từ tiếng đếm thứ hai. Có vẻ rằng bạn nữ đã quyết định từ đầu rồi, không bấm nút. Lý do tại sao vậy bạn? Em tính thẳng thắn. Em không thích thì em sẽ nói là em nghe nói ngay từ đầu. Đó giờ em vẫn vậy. Bạn trai thấy thế nào? Nói chung là cũng có cơ hội nhưng mà cũng hơi buồn thiếu, nhưng mà cũng không sao, cũng còn cơ hội rất là nhiều. Có thể là gặp nhau ở đây thì chúng ta còn có thể gặp nhau ngoài đời nữa, trở thành những người bạn tốt với nhau, giúp đỡ trợ nhau trên con đường của mình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công hơn nữa. Cảm ơn. Em không thích bạn trai mà hả hung trộm em, phản xạ tự nhiên em tát một cái là không thấy trời đất luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ màn xuống. Có vẻ không khí hơi buồn quá nhỉ. Mong rằng cặp đôi thứ hai này sôi nổi lên chút xíu coi. Xin mời chàng trai xuất hiện. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Sao tay lạnh ngắt vậy? Giờ nãy giờ em ngồi đó thấy run quá trời luôn. Gì đâu run? Bạn quê đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Em tên Đức, Lê Anh Đức. Lê Anh Đức. Dạ em 26. 26 làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật cho một công ty in. Làm được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm 5 năm rồi. Kỹ thuật in ha. Dạ. Rồi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, dễ thương quá đi. Thật là đáng yêu. Em xin chào chị Cát Tường. Anh xin chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Linh. Em năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cụ thể là em làm việc gì mà... Em làm bên hàng hóa order cho công ty nước ngoài. Linh quê mình ở đâu Linh? Dạ em ở Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn hả? Trước tiên là chị thấy Linh rất là xinh. Dạ. Có ai đeo đuổi mình không? Cũng có chị. Sao mình không chịu? Tại em thấy không hợp. Với lại lớn tuổi. Ủa em không thích lớn tuổi hả? Lớn hơn khoảng em chừng 4 tuổi đổ lại. Hoặc em lớn hơn tuổi. Trời gì ngu lạ vậy. Dạ. Anh bên đó hơn em 1 tuổi đó. Anh 26 được không? Dạ được chị. Được ha. Dạ. Sở thích của em là gì? Em thích nấu bánh. Nhưng mà nấu rất là dở.
không sao, thích là được rồi. Mỗi lần mà giỡn nhưng mà phải ép cho bạn trai em với lại gia đình em ăn cho hết. Không ăn hết là em giỡn nè. Vô này hơi căng nha. Căng rồi nha, làm dở ăn hèn chi mấy anh kia anh chạy mất tiêu. Ủa nhưng mà anh thích làm bánh gì mà ép mà bạn trai em ăn tới nên bỏ nhau gì vậy? Dạ bánh em làm một mì em quậy trứng xong cái em chiên lên xong rồi cái em trét sô cô la lên nữa. Trời ơi, này là thập cẩm luôn. Bánh gì kỳ lạ vậy? Tôi nghe không có hấp dẫn gì trơn vậy. Bạn trai kia nghe bánh nó thấy thì sao? Dạ em thấy cũng hơi thèm thèm mà không biết ăn được không. Ngon lắm á anh ơi. Ấy nãy giờ bạn đó là có cái nghề làm bánh. Làm bánh ép ăn á. Ngoài cái công việc chuyên môn mình bạn còn có tài gì nữa không? À, em biết hát ru con. Ru con? Dạ. Tập dần dần làm ba đúng không? Dạ. Ru 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 thử một khúc coi, coi như bên đây là con đi. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gói tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ. Dạ hết. Trời ơi ngọt anh nha, ngọt à. Giọng ca này anh Linh cũng ganh tị á nha, ngọt á em. Hát ru mà hát bài này ai mà ngủ nổi. Cũng dễ ngủ quá anh Vượng Linh ơi. Vậy hả, vậy con em thích cái người đàn ông như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, với lại nhìn men men chút nữa chị. Giống như Johnny Trí Nguyễn vậy đó. Trời ơi, ít quá ha. Không thích. Đầu hói, bụng bự. Bụng bự đẹp mà, bụng bự ngủ ôm xuống. Đụng chạm nha, đụng chạm nha. Ơi. Thôi đụng chạm nha. Với lại em không thích bạn trai mà hả hung trộm em. Hung trộm là sao? Giống như chưa xin phép em mà đó hung. Phản xạ tự nhiên là em tán một cái là không thấy trời đất luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Quá dữ. Bộ bộ đó giờ có nhiều người trộm lắm hả? Dạ có người trộm bị em quýnh đi luôn. Đi đâu? Đi mất tiêu, xách dép bỏ chạy luôn chị. Thôi mình bớt bớt lại đi, tại mình dễ thương, người ta mới hung trộm. Nó phản xạ chị ơi. Ôi, nhưng mà nếu mình đi xin thì cho không? Để coi coi, nếu được thì em cho. Bạn trai bên kia muốn hung là nhớ xin đàng hoàng nha. Dạ em nhát lắm, không dám hung ai đâu. Thế dù lấy vợ xong rồi ở Trà Vinh hay là ở Sài Gòn? Dạ ở trên này. Ở Sài Gòn có nhà chưa? Dạ chưa. Chưa, giờ lấy vợ thì sao? Lấy vợ thì bây giờ ở nhà thuê thôi anh. Có xin tiền ba mẹ mua nhà được không? Dạ cái này chắc phải mua số chứ. Bạn đẹp trai vậy sao làm gì không có chuyện có người yêu? Dạ em có nhưng mà 3 năm nay em ấy. Đi làm về ngủ không hả? Dạ. Qua những mối tình đó thì em thấy cái điều gì mà nó nặng nhất khi mình chia tay và chúng ta cần gì để không phải chia tay nữa? Cần nhất trong một tình yêu đó là sự chân thành. Nếu mà giả dối nhiều quá thì cái tình yêu không đủ lớn, mình sẽ không vượt qua được mọi thử thách. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Bên kia Johnny Chí Nguyễn đó. Em chỉ cần một người con gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, tôn trọng và nói chuyện lễ phép với người lớn. Cái đó là quan trọng lắm. Rồi, bây giờ chị hỏi em nè. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Em làm việc trong môi trường nữ nhiều, cũng có người làm mai em. Lần đó chưa vậy cái anh đó nắm tay em cái em hết hồn quá cái em về luôn. Nắm tay chuyện bình thường mà mới được. mới gặp mà giống như mới đụng chạm nắm em tay mà hết hồn. Nói chung không thích ai đụng chạm mình hết. Dạ giống như mới gặp mà chị, đụng cái em sợ. Gặp bao lâu mới đụng được? Đó cũng chưa biết nữa chị ơi. Ví dụ giờ được thì em có tiến tới hôn nhân luôn chưa? Để em coi trước cái chị, chưa biết. Coi gì? Coi mặt á hả? Dạ giống như tính tình nữa chị. Mà ví dụ được á thì có định tiến tới hôn nhân không? Nếu được. Được không? Dạ. Đó mặt á được không? Hello. Được không? Dạ nếu được thì em cũng tiến. Nhưng mà giờ bạn ở nhà thuê em chịu ở nhà thuê không? Thì hai đứa cố gắng. Bắt rễ không? Nó dạ em hỏi mẹ em lại nữa em cũng chưa biết. Có mẹ em ở đây không? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại bạn. À, anh ruột hả? Anh trai dạ. Thôi, đâu anh trai đâu. Dạ chào anh. Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Anh thấy vậy là được rồi á, tới luôn đi Linh. Tới bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng tát cắt nhà ở luôn. Trời ơi. Trời bữa nay được lắm hay sao vậy? Trời ơi, mặt tiền sáng sủa hay hàng kia ông anh. Nhất bắt rễ cho miếng tát tốc độ vô lên. Quá dữ, lần đầu tiên thấy ông anh chịu chơi vậy đó trời. Dạ cảm ơn chị. Ông anh số 1 luôn á. Anh còn mấy miếng đất? 2-3 miếng gì á. Trời ơi, mấy anh chia bớt em.
Trời ơi, được hên quá, có anh này là quá trời sung sướng rồi. Nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói ở rể là mất cái nhuệ khí của đàn ông. Em có nghĩ vậy không? Thôi cái đó thời xưa thời phong kiến rồi chị ơi. Mới gì mất nhuệ khí đàn ông? Hí, tôi đâu có nói gì đâu. Ủa mất rồi. Mẹ người ta mất mới nhuệ khí đàn ông ở rể rồi mất hả? Bỏ đi anh. Sao gì bỏ? Ở rể là ở rể. Anh ở rể nè. Đó thì tôi biết mà. Tôi biết mà. Tôi biết tôi đụng chạm mà, nhưng mà dễ thương lắm, cặp này xứng đôi đó. Phước ba đời mới lấy được người vợ mà tao nói mình nhờ giả được. Trời dễ thương lắm em ơi, có đất rồi, có đất xây nhà rồi em ơi. Có người thân đi theo không? Hai ông anh. À hai ông anh, bên kia hai ông anh. Thử hai ông anh đây chịu chơi không nha. Dạ chào anh. Chào chị, chào anh Quỳnh Linh. Chào dạ. Nếu mà em nó được thì dắt về chị Quỳnh chạy tôm với cô cua. Hả? Anh có chạy tôm đúng không? Trời, chạy tôm ngon lắm à. Trời ơi, vậy là quá được rồi, quá được rồi. Sao anh thấy cô bên kia được không anh? Tiền em bên thôi. Trời, mấy ông anh thì dễ quá ta. Rồi, kéo màn lên. Cái vụ nuôi cho ao tôm với cho miếng đất thì được à. Chuẩn bị 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Mời bạn quay qua. Chào bạn. Trời, gặp gái gì không vậy? Gì vậy? Gì cuối không vậy trời? Cuối sợ như vậy? Dạ, em tự nhiên em thấy nó rung lại anh ơi, hồi nãy hết luôn. Cho chàng hóa tay cho đỏ rung đi. À, em nói đi. Em không biết nói gì hết trơn. Hồi nãy anh tính làm gì anh quên ta. À đúng rồi, tặng quà. Đừng có nắm tay nha. Dạ, không nắm đâu. Xin thì mới được nắm. Xin đàng hoàng nha. Anh tặng em món quà làm kỷ niệm nha. Xin nắm tay cái thôi được không? Không, em không xin. Em thấy anh sao? Cũng dễ thương. Tính tình thì em chưa biết, tại em chưa tiếp xúc. Tính anh cũng hơi khó lắm. Nhìn anh thấy đâu khó đâu mà anh khó làm sao? Anh khó ở trong á, không phải khó. Khó trong. Anh khó là giống như anh khó làm sao đó. Tại vì bây giờ á, anh cũng gia đình anh cũng hối cưới vợ rồi. Tại vì anh muốn nghĩ tới một người, anh muốn quen một người con gái á, thì anh muốn là người con gái đó phải biết nội trợ. Em sao? Biết làm bánh đó. Em biết làm bánh. Anh không ăn bánh hoài được đâu, anh phải ăn cơm chứ. Em thì làm cũng được mà không ngon lắm. Kệ, đừng để anh đi ăn phở ngoài được à. Anh hay bừa bãi nên người đó phải gọn gàng nên anh khó. Ủa kỳ vậy? Anh khó thì anh phải gọn chứ. Thì tại anh không gọn nên anh mới kìa một người như vậy. Vậy ủa vậy là kiếm người vậy làm ưu xin hả? Dạ em chỉ nhờ thôi chứ em không có bắt. Còn đến đó bắt em dọn thì nhiều khi em cũng dọn vậy, em ngoan lắm. Cảm nhận về bạn gái như thế nào? Lúc đầu nghe giọng nhìn nói đây đó. Nè, nhìn đâu không dám nhìn vô mặt người ta mà cảm nhận cái gì? Dạ em đang cảm nhận giọng nói rồi, từ lúc đầu á em nhớ lại cái giọng nói đó thì nó khác bây giờ lắm. Em có nằm mơ á thì cũng không ngờ là cô ấy xinh vậy luôn á. Đi cách nói quá ha. Em lấy hết can đảm rồi đó anh. Lù khù giác cái lù chạy tốt ha. Em thấy anh cũng đâu nhát đâu. Ừ. Ghê lắm. Chắc làm bộ nhát hay sao quá chị. Đâu có. Em thấy không có nhát. Bộ cúi xuống không dám nhìn quất câu nào trúng câu đó. Nói gì nữa ta. À, sở thích của em là cái gì? Em thích đi du lịch. Thích xem phim, cà phê với bạn bè. À, sau cái chương trình này á có 2 cái vé đi xem phim thì anh mong là em đi với anh nha. Ai đưa? Bởi vì em hỏi cô ấy xem có nếu mà đồng ý thì có vé. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Ghê được hai vé miễn phí không anh? Đúng rồi, hai vé phí. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Không tặng vé hai đứa mình đi riêng hay em? Trời ơi. Ý là ông ta bấm chuông để tặng vé gì? Đừng có bấm chuông em để cho tốn tiền mua vé. Chị cứ dìm em không à? Dìm đâu dìm, nãy giờ tôi đưa lên không nó dìm đâu. Tự nhiên sau này em run quá. Anh cũng vậy luôn á. Em thấy anh có run không? Sao? Trời ơi, tôi nổi ra gà rồi đó, trời ơi đó. Em nổi ra gà với anh rồi đó anh à. Trời ơi, thiệt tình luôn à. Anh chỉ muốn nói câu cuối là bấm nút đi em. Em trả lời đi, câu cuối luôn đó. Bấm. Thôi nghỉ thôi, hai người đi luôn đi. Tự mua vé đi coi luôn đi. Bấm đi em, ừ bấm. Bó tài.
Rồi đó, hai người tự đếm tự bấm luôn đi. Số 3 hay số 1 chứ anh? Hai người đếm, muốn đếm số mấy đếm? À, số 3 à, 2 1 1 Trời ơi. Không. Bây giờ làm sao mà về xin xỏ gì được thì tôi mới tặng vé. Không xin là coi như ăn bọc tay, nãy có nói rồi đó. Dạ em không xin đâu, em nhắn là không xin đâu. Không xin là không có tặng vé. Không lẽ. Dạ thôi. Dạ thôi em không hôn đâu. Thôi mình nắm tay được rồi em. Nắm tay nhẹ nhẹ thôi nhưng. Trời, nắm tay mà nhẹ nhẹ thôi. Tay anh lạnh lắm. Nắng còn mần nữa chứ. Em rung cái tay. Rung gì rung mà mần vậy. Nè, vô xem phim mà cũng hôn, muốn hung cũng phải xin nha. Vừa lòng chưa? Dạ em quá hài lòng luôn chị. Quá hài lòng luôn ha. Chúc hai bạn sẽ bước xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chúc mừng. Nắm tay dẫn đi xuống đi. Cái gì vậy? Đi xuống. Trời ơi. Trời ơi. Cho em xin phép anh Linh, cho em được nắm tay anh Linh. Bán cái giờ. Trời. Đâu phải dễ đâu. Xin cũng khó lắm chứ bộ. Thôi, cái gì này tính xạo. Cặp đôi này là chắc chắn ăn đầu heo rồi đó. À, hai ông anh là chuẩn bị nha. Một cái vuông tôm với một cái miếng đất nha. À. Nhớ cho tôi ăn tôm nha. Và bây giờ thì các Tường và Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.